Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật hai cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tại quyết định số 1347 trên QĐ-TTC, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Đồng do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1001 ngày 5 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư. Tại quyết định số 1348 trên QĐ-TTC, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Đức Long do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1000 ngày 5 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Đồng và ông Nguyễn Đức Long. Chiều 15 tháng 11, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời có mặt và khống chế đám cháy tại một căn hộ ở tòa nhà 12 tầng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày tại phòng 50, tòa nhà C, khu chung cư 12T5, đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Thời điểm hỏa hoạn, căn hộ chung cư không có người bên trong, các lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng tiếp cận, phá khóa để dập lửa. Đến khoảng 14 giờ 40 phút, vụ cháy cơ bản được khống chế và không có thiệt hại về người. Ngày 15 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Huy, sinh năm 2000, Châu Tuấn Kiệt, sinh năm 2003, Tống Ngọc Nghĩa, sinh năm 2005, Hoàng Minh Anh Tuấn, sinh năm 2000, Sơn Nguyễn Hoàng Minh, Ngô Thành Trung đều sinh năm 2000, cùng ngụ thành phố Thủ Đức và 4 người khác về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Huy lên mạng xã hội đặt mua 2 khẩu súng Trulo. Tối 1 tháng 11, Huy gọi cho L, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Bình Dương, đi tới khu vực Cầu Lớn, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để nói chuyện mâu thuẫn về tiền bạc. Đến khoảng 3 giờ ngày 2 tháng 11, Huy đang nhậu thì nhận được cuộc gọi của L, thách thức hẹn gặp ở cầu Bình Triệu, thành phố Thủ Đức để giải quyết. Một lúc sau, nhóm Huy thấy lâu nên tìm tới nơi L đang làm việc ở quán nhậu tại phường Hiệp Bình Chánh. Khi tới nơi, nhóm Huy xuống xe xông vào đánh L và một số người. Tuấn và Nghĩa rút 2 khẩu súng Trulo bắn về phía nhóm L nhiều phát. Chị N là người ngồi chung bàn với L bị bắn trúng đầu gối. Gây án xong, nhóm Huy lên xe ô tô tẩu thoát. Chồng chị N đưa vợ đi cấp cứu và trình báo công an. Qua truy xét, công an xác định được các đối tượng và bắt giữ, thu giữ 2 khẩu súng Trulo và 8 viên đạn. Ngày 15 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với quản lý và nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Các bị can bị tạm giữ 4 tháng gồm Ngô Thanh Nghĩa, sinh năm 1968, trú thành phố Hồ Chí Minh, là phó giám đốc khu du lịch Làng Cù Lần; Võ Tân Bình, sinh năm 1988, thường trú tỉnh An Giang, là nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần; và Võ Lê Thái, sinh năm 1993, thường trú tỉnh An Giang, là lái xe trong khu du lịch Làng Cù Lần. Trước đó, Võ Lê Thái lái xe chở nhóm du khách Hàn Quốc đi dọc suối cạn xã Lát, huyện Lạc Dương thì bất ngờ nước lũ tràn về cuốn trôi làm 4 du khách tử vong. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với 21 đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký kinh doanh xe hợp đồng tuyến cố định vận tải hàng hóa bằng container đã cấp phép từ tháng 4 năm 2023. Theo đó, các công ty đã không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng liên tục. Trong đó có công ty cổ phần AST Group, công ty du lịch Công Vàng, công ty thương mại dịch vụ Hồng Kông, hợp tác xã The Escor, công ty dịch vụ vận tải HAT, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thành Công, công ty vận tải Huỳnh Thiện Phúc, vận tải Quốc Cường, công ty hóa chất Bảo Long. Cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo ký văn bản quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi với lý do cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh. Chiều 15 tháng 11, một nguồn tin cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Cửa Lò đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại ngân hàng Agribank Nghệ An chi nhánh thị xã Cửa Lò.
Theo đó, vào khoảng 14 giờ 18 phút ngày 14 tháng 11, trong khi cán bộ giao dịch viên phòng kế toán và ngân quỹ đang thực hiện giao dịch với khách hàng thì có một đối tượng nam đóng vai khách hàng đi vào. Khi vào bên trong, đối tượng đi thẳng vào quầy giao dịch và bất ngờ dùng dao kề vào cổ một nữ giao dịch viên và yêu cầu đưa tiền. Các nhân viên nam trong quầy truy hô bắt cướp nên đối tượng bỏ chạy, lên xe máy tẩu thoát. Chiều 15 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đến thời điểm hiện tại, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một em học sinh lớp 6 bị mất tích vào trưa cùng ngày. Trước đó khoảng hơn 11 giờ trưa cùng ngày, em TT học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Ninh Hải đi đến trường học. Khi em T điều khiển xe đạp điện đến đoạn đường gần ao Bầu Chùa, thôn Khánh Phước, xã Ninh Hải thì trượt chân xuống ao. Tại hiện trường chỉ có xe đạp điện và chiếc cặp sách của em T rơi trên mặt ao Bầu Chùa. Ngành chức năng địa phương đã huy động công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân để tìm kiếm em T.